Kính chào các bậc phụ huynh và các em nhỏ. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài 122 kể chuyện Hoa tặng bà trong sách tiếng Việt 1 tập 2. Quan sát 6 bức tranh và cho cô biết chuyện gồm có những nhân vật nào. À, trong chuyện gồm có voi con, voi mẹ, bác dê, cún con, voi bà. Bây giờ chúng ta hãy nghe cô kể câu chuyện Hoa tặng bà. Bà của voi con bị bệnh phải nằm viện. Đi học về, voi con xin phép mẹ vào viện thăm bà. Trên đường đi, thấy bác dê đang vác trên vai một bao gạo, nặng nhọc lê từng bước. Voi con vội chạy tới nói: "Để cháu giúp bác." Thế là voi con dùng vòi nhẹ nhàng nhấc bổng bao gạo lên, đưa bao gạo về tận nhà cho bác dê. Bác dê cảm ơn voi con. Đi qua một vườn hoa, thấy cún con đang ngẩn ngơ đứng bên giếng nước. Thì ra cún đến giếng múc nước tưới hoa, lỡ tay làm rơi gầu xuống giếng. Nó chưa nghĩ ra cách gì để lấy gầu lên. Thì voi con chạy lại bảo: "Để tớ giúp cho." Voi thò cái vòi dài xuống giếng, vớt gầu lên, lại còn múc một gầu đầy nước nữa. Cún con cảm động, vội chạy đi hái một bó hoa tươi tặng voi con. Voi con mang bó hoa đến bệnh viện tặng bà và nói: "Bà ơi, cháu chúc bà chóng khỏe ạ." Bà cảm ơn voi con và hỏi: "Bó hoa đẹp quá, cháu hái ở đâu vậy?" Voi kể cho bà nghe nó có bó hoa như thế nào. Nghe xong, bà rất vui, khen voi: "Cháu còn nhỏ, đã biết giúp đỡ mọi người. Bó hoa này thật tuyệt." Chúng ta cùng nghe lại câu chuyện lần hai nhé. Hoa tặng bà. Bà của voi con bị bệnh phải nằm viện. Đi học về, voi con xin phép mẹ vào viện thăm bà. Trên đường đi, thấy bác dê đang vác trên vai một bao gạo, nặng nhọc lê từng bước. Voi con vội chạy tới nói: "Để cháu giúp bác." Thế là voi con dùng vòi nhẹ nhàng nhấc bổng bao gạo lên, đưa bao gạo về tận nhà cho bác dê. Bác dê cảm ơn voi con. Đi qua một vườn hoa, thấy cún con đang ngẩn ngơ đứng bên giếng nước. Thì ra cún đến giếng múc nước tưới hoa, lỡ tay làm rơi gầu xuống giếng. Nó chưa nghĩ ra cách gì để lấy gầu lên. Thì voi con chạy lại bảo: "Để tớ giúp cho." Voi thò cái vòi dài xuống giếng, vớt gầu lên, lại còn múc một gầu đầy nước nữa. Cún con cảm động, vội chạy đi hái một bó hoa tươi tặng voi con. Voi con mang bó hoa đến bệnh viện tặng bà và nói: "Bà ơi, cháu chúc bà chóng khỏe ạ." Bà cảm ơn voi con và hỏi: "Bó hoa đẹp quá, cháu hái ở đâu vậy?" Voi kể cho bà nghe nó có bó hoa như thế nào. Nghe xong, bà rất vui, khen voi: "Cháu còn nhỏ, đã biết giúp đỡ mọi người. Bó hoa này thật tuyệt." Các em đã nhớ hết nội dung câu chuyện chưa? Nếu chưa nhớ hết, các em hãy bấm quay lại để nghe lại nội dung câu chuyện nhé. Còn nếu các em đã nhớ hết nội dung rồi, chúng ta cùng trả lời các câu hỏi trong 6 bức tranh nào. Quan sát bức tranh 1 và cho cô biết. Đi học về, voi con xin phép mẹ đi đâu? À, đi học về, voi con xin phép mẹ vào viện thăm bà. Quan sát bức tranh 2 và cho cô biết. Trên đường đi, voi con giúp bác dê làm gì? Trên đường đi, voi con giúp bác dê đưa bao gạo về tận nhà. Quan sát bức tranh 3 và cho cô biết, voi con giúp cún con làm gì? Đúng rồi, voi con vớt gầu lên và còn múc một gầu đầy nước cho cún con. Quan sát bức tranh 4 và cho cô biết, cún con cảm ơn voi thế nào? À đúng rồi, cún con chạy đi hái một bó hoa tươi tặng voi con. Quan sát bức tranh 5 và cho cô biết, voi bà hỏi gì khi nhận bó hoa voi con tặng?
Voi bà hỏi, cháu hái hoa ở đâu vậy? Quan sát bức tranh 6 và cho cô biết. Nghe voi con kể, voi bà khen cháu thế nào? Nghe voi con kể, voi bà khen, cháu còn nhỏ, đã biết giúp đỡ mọi người. Bó hoa này thật tuyệt. Video kể chuyện hoa tặng bà đến đây là kết thúc rồi. Nếu các em thích video này nhớ bấm like, đừng quên đăng ký, chia sẻ cho bạn bè và đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các em!